Xin kính chào quý khán giả Đường Vòng Chat TV. Ngay lúc này đây thì chúng tôi đã nối máy được đến đầu cầu Lido Sài Gòn, Hoa Kỳ, nơi có nhà báo Đỗ Dũng đang cộng tác cho đài truyền hình SBTN, SCT và báo Người Việt. Xin gửi lời chào đến nhà báo Đỗ Dũng ạ. Xin chào anh Đức Phạm và chào khán giả Đường Vòng Chat TV. Vâng, đúng là cái câu của Người Việt chúng ta nói rằng là 30 chưa phải là Tết. Ngay lúc này đây, trưa ngày 30 Tết, sẽ chỉ vài tiếng nữa thôi thì người Việt Nam sẽ đón chào giao thừa của Xuân Canh Tý 2020. Tuy nhiên thì 24 giờ đồng hồ vừa qua, chắc chắn là tất cả mọi tin tức ở tại Việt Nam đều về nhì so với tin tức này. Đó là lý do đã khiến cho chúng tôi phải kiếm một nơi là cái tòa nhà cao tầng mà chúng tôi đang đứng ở trên cùng tầng cao nhất ở đây để có thể làm cái cuộc cầu truyền hình, có thể xem là buổi cầu truyền hình cuối cùng của năm nay trước khi mà chúng ta sẽ đón chào năm mới. Chắc là nhà báo Đỗ Dũng cũng đã biết là chúng ta sẽ nói về đề tài gì rồi đúng không? Vâng, thưa anh, cái mà đề tài mà thế giới và Việt Nam thì đang chú ý nhất đó là cái căn bệnh gọi là giống như viêm phổi, nó do cái vi khuẩn coronavirus gây ra và xuất phát từ thành phố Vũ Hán là bên Trung Quốc, và bây giờ bắt đầu lây lan ca một số các quốc gia khác ở vùng Đông Nam Á, thậm chí ở Mỹ cũng đã có cái ca đầu tiên, và bây giờ Việt Nam cũng đã có một ca đầu tiên. Và tôi được biết là tình hình bây giờ rất là khẩn cấp trong những ngày cuối Tết này, và tôi cũng vừa được biết là Bộ Y tế đã thông báo là vừa có cuộc họp khẩn cấp sáng ngày hôm nay, và ngay cả Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên của Bộ Y tế cũng đã lên tận cửa khẩu Hữu Nghị ở tỉnh Lạng Sơn, là cái tỉnh mà có biên giới dài nhất với Trung Quốc, để mà chỉ đạo và ngăn chặn ngừa cái dịch bệnh này nếu có. Thì không biết là anh ở bên Việt Nam bây giờ anh có cập nhật thông tin gì về tình hình bà con mình liên quan đến bệnh này không thưa anh? Vâng, để mà chúng ta có thể nói bắt đầu cái câu chuyện này thì có lẽ là đỉnh điểm của câu chuyện này đó là ngày hôm qua, ngày 23 tháng 1 2020, khi mà lần đầu tiên truyền thông Việt Nam đưa ra tin đó là hai ca nhiễm virus corona, hay còn gọi một cái tên tiếng Việt đó là viêm phổi Vũ Hán. Hai ca này có được xem là hai ca đầu tiên ở tại Việt Nam và được bệnh viện Chợ Rẫy đang cách ly, và hai người này đến từ Trung Quốc. Mà cụ thể thì là câu chuyện này khá là ly kỳ. Cụ thể là ông Li Jing, 66 tuổi, là người cha, và người con trai là Li Ji Chao, 28 tuổi. Cả hai đều có quốc tịch Trung Quốc, là hai người đang bị nhiễm virus corona. Đầu tiên được biết là ông Li Jing đến từ Vũ Xương, Vũ Hán, Trung Quốc, nơi đang là ổ dịch của dịch tễ virus viêm phổi cấp corona. Và cái lịch trình của ông thì trước khi mà dẫn đến cái thông tin ngày hôm qua thì ông di chuyển rất là dày đặc. Cụ thể thì khi mà ông đến Việt Nam, điểm đến đầu tiên là Hà Nội, và sau đó là Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Ngày 13 tháng 1 thì ông Li Jing cùng với vợ từ Hồ Bắc đến Hà Nội lưu trú đến ngày 16 tháng 1. Và ngày 17 tháng 1 thì cả hai người đi máy bay đến Nha Trang lưu trú đến ngày 19 tháng 11. Sau đó thì hai vợ chồng cùng với người con trai, cả ba người đi xe lửa vào trong Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày 20 tháng 1 là ông Li Jing tiếp tục đi xe taxi về Long An. Trong suốt quá trình mà ông Li Jing bị sốt thì người con trai của ông đều tiếp xúc và lây bệnh. Về diễn biến của bệnh thì là từ ngày 17 tháng 1 ông Li Jing đã khởi phát sốt. Ông tự mua thuốc uống nhưng mà không giảm. 3 ngày sau khi mà ông Li Jing bị sốt, người con Li Ji Chao tiếp tục bị sốt và có cùng các triệu chứng đi kèm như là sốt không rõ nhiệt độ, không đau đầu, không đau nhức cơ, không đau họng, nhưng mà bị chảy máu mũi. Sau khi bị sốt không giảm, cả hai cha con được đưa đến bệnh viện Bình Chánh thăm khám và được đưa tư vấn nhập bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 22 tháng 1. Tại đây thì bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi viện Pasteur. Sau 6 giờ thì viện Pasteur đã có kết quả xét nghiệm khẳng định cả hai cha con người Trung Quốc này đã nhiễm virus corona. Thì đó là những gì mà tối ngày hôm qua 23 tháng 1, đó là ngày 29 Tết thì tin tức này được đưa ra và khiến cho Việt Nam rất xôn xao, ai cũng quan tâm đến tin tức này. Có thể nói rằng là trong những ngày qua, nhà báo Đỗ Dũng cũng đã biết là cái vụ việc
xảy ra tại Đồng Tâm đã chiếm spotlight ở trên mạng xã hội cũng như là tin tức lề trái lề phải như thế nào. Tuy nhiên, ngày hôm qua 23 tháng 1 khi mà tin này đưa ra thì chắc có lẽ là ngay cả là cái tin ở vụ Đồng Tâm cũng sẽ về nhì so với tin này. Trước khi chúng ta nói tiếp những diễn biến ngày hôm nay, thưa anh có muốn nói gì về về câu chuyện này? Vâng, anh nhận xét của anh rất là chính xác. Trong những ngày qua thì phải nói là khi mà chúng ta đọc báo trong nước hoặc trên các hệ thống truyền thông đều nhắc tới cái virus corona, nó làm cho lúc đó là nó chưa đến Việt Nam nhưng mà nó xảy ra tại Trung Quốc và cả thế giới chú ý và Việt Nam chú ý. Điều Việt Nam chú ý dễ hiểu thôi là bởi Việt Nam là nằm giáp Trung Quốc, mà Việt Nam đã có nhiều cửa khẩu của Trung Quốc, mà mỗi ngày có cả hàng ngàn người, nếu không muốn nói là cả hàng chục ngàn người đi qua các cửa khẩu của Việt Nam. Cho nên là Việt Nam, tôi đọc báo trong nước là thấy là họ đã lập cái đội là khẩn cấp phản ứng nhanh, gửi ra các biên giới để mà ngăn chặn cái chuyện này. Thì qua cái trường hợp hai bố con của ông mà người gốc Vũ Hán thì anh nói đó, thì tôi cũng được biết là hình như có một số trường hợp nghi ngờ bị cái bệnh này ở tại Đà Nẵng cũng như Hà Nội, phải không anh? Có nghe về những cái tin này không thưa anh? Vâng, thì với những gì truyền thông Việt Nam đưa ra thì có trên 10 người đã bị nghi ngờ và nghĩ rằng là sẽ có khả năng bị nhiễm virus này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ có hai người này, là hai cha con này, là hai trường hợp đầu tiên. Còn những trường hợp kia bị nghi ngờ nhưng mà khi mà kiểm tra thì không có. Và hiện tại là ngay cả là cái việc người vợ và người mẹ của hai người đàn ông này, khi mà tất cả đều đang nghĩ rằng là rất có thể người phụ nữ này cũng sẽ bị dính và virus corona. Tuy nhiên thì đến giờ này thì những cơ quan chức năng của Việt Nam đều thông báo rằng là người phụ nữ này đang được cách ly ở cái phòng của một khách sạn và chưa có dấu hiệu gì là khởi bệnh. Tuy nhiên thì họ cũng sẽ quan sát cũng như là kiểm tra rất là sát sao, kỹ lưỡng về nhân vật này, nhân vật mà có thể được xem là tiếp xúc rất nhiều với hai bố con hiện đang nằm ở trong phòng cách ly. Và một cái điểm đặc biệt là phòng cách ly ở trong bệnh viện Chợ Rẫy là phòng cách ly 2 lớp, đúng tiêu chuẩn thôi. Vâng, trong những ngày này ở Việt Nam thì tôi theo dõi qua hình ảnh và tin tức thì có thể nói là người ta đi lại rất nhiều và có nhiều cái cuộc tập hợp đi mua sắm Tết, đi chợ hoa, đi chụp hình, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn. Ví dụ Sài Gòn, cách ngày hôm qua tôi thấy anh chiếu một đoạn video là biển người đổ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thì như anh trong những ngày qua anh ở trong Việt Nam thì nghe cái căn bệnh này thì anh thấy người ta có phản ứng như nào không? Bởi vì bên Trung Quốc bây giờ đó là họ cấm tất cả các cuộc tập hợp mà đông đảo mang tính cách đại chúng trong những ngày Tết này. Ví dụ như Bắc Kinh có những cái hội chợ Tết là họ dẹp hết bởi vì họ sợ là nó lây lan căn bệnh. Thì không biết là anh trong những ngày qua anh coi những người ta đi chợ Tết, đi sắp Tết ở Việt Nam thì anh thấy như thế nào? Vâng, thì một lần nữa là ngày hôm qua ngày 23 tháng 1 khi mà thông tin này được đưa ra lần đầu tiên thì cũng rất là trùng khớp khi mà chúng tôi đến phố đi bộ hay còn được gọi là đường Hoa Nguyễn Huệ, nơi mà biển người ở tại Sài Gòn cũng như những vùng lân cận họ đã đổ về đây để mà ra cái phố đi bộ đó, một cái đường Nguyễn Huệ nổi tiếng. Nơi đây hiện đang làm đường hoa trang trí Tết 2020. Thì khi mà chúng tôi vừa quay cái phóng sự đó xong thì điện thoại của chúng tôi cũng là lúc mà tờ Zing News, một trong những tờ báo mạng mạnh nhất ở tại Việt Nam hiện nay, đã nổi lên trên điện thoại của chúng tôi về cái thông tin là hai ca nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán đã được cách ly ở tại bệnh viện Chợ Rẫy. Thì mặc dù là cái thông tin mà ổ dịch của Vũ Hán đã được đưa ra tháng 12, tuy nhiên thì cho đến thời điểm trước khi mà ngày hôm qua có thông tin đó, dường như người Việt Nam cũng không có quan tâm lắm. Những cái điểm tụ họp đông đúc giới trẻ, những quán cà phê khi mà chúng tôi đến thì vẫn rất đông đúc. Như anh thấy ngày hôm qua là một biển người như vậy, nó cũng không có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên thì sau khi thông tin vào tối ngày 23 tháng 1 vừa đưa ra mà chúng tôi tường trình cho anh, thì sáng nay chúng tôi ra ngoài khu vực gần ở tại bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi đã làm một cái cuộc khảo sát thì dường như 100% 6 người mà chúng tôi hỏi họ cũng đã đều biết đến thông tin này. Thì đa số họ đều hoang mang, lo sợ bởi vì họ biết được là cái virus Vũ Hán này là một cái virus rất nguy hiểm và đã có nhiều người chết
cho đến thời điểm mà chúng tôi phỏng vấn họ thì cái con số người chết ở tại các nước mà nhiều nhất ở Trung Quốc ngày càng gia tăng lên. Vì vậy họ rất lo sợ, thậm chí một cô gái trẻ đã trả lời với chúng tôi rằng là cô ấy không dám ra đường, không dám ra những cái chỗ đông. Khi mà chúng tôi hỏi một người tài xế xe taxi thì người ấy cũng rất là hoang mang, bởi vì cái công việc của anh ấy sẽ tiếp xúc với nhiều người lên xe, mà anh ấy trao đổi và nói với chúng tôi rằng là đây là một cái nó không có nằm trong cuộc phỏng vấn, nhưng mà khi mà kết thúc thì anh ấy nói với tôi là cái khổ của cái người tài xế taxi á, là nếu như mà anh ấy đeo cái khẩu trang vô, cái người khác bước vô lại tưởng là anh ấy bị bệnh thì sẽ có một cái cảm giác không có tự nhiên hay là không an toàn đó. Vì vậy anh ấy nói thôi, tốt nhất thì sắp tới nếu như mà cái bệnh dịch này nó bùng phát nhiều thì anh ấy thôi thì anh ấy sẽ mua khẩu trang cho cả anh ấy và cho cả khách hàng, mỗi người lên anh ấy phát cho một cái nếu người nào không có khẩu trang. Là đó cũng là một cái điều rất là thú vị. Và khi mà chúng tôi hỏi rằng là trong những ngày tới nếu mà cái bệnh dịch này ở Trung Quốc nó sẽ bùng nổ nhiều hơn thì các anh chị sẽ làm như thế nào, thì họ sẽ nói rằng là cố gắng sẽ không có tiếp xúc nhiều với những nơi công cộng, nhưng mà nếu mà có ra thì cũng sẽ đeo khẩu trang và rửa tay sạch sẽ để mà tránh cái trường hợp có thể lây nhiễm. Tuy nhiên thì còn bên phía Bộ Y tế của Việt Nam có thể nói là cũng là một cái tin tốt đối với những gì mà ngày hôm nay đưa ra. Cụ thể là sáng ngày 24 tháng 1 2020 được xem là ngày 30 Tết ta, sẽ là ngày cuối cùng trước khi mà bước qua năm Canh Tý, thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp khẩn tại Bộ Y tế khi có sự việc là hai người Trung Quốc dương tính với virus corona được phát hiện tại Việt Nam. Thì ông Vũ Đức Đam cũng cho biết là may mắn Việt Nam cũng đã chuẩn bị cái tinh thần ứng phó cũng như những cái biện pháp mà để đề phòng cái con virus nguy hiểm này từ khi ngày đầu tiên có cái thông tin ở tại Vũ Hán đưa ra cách đây nhiều ngày. Thì ông Vũ Đức Đam cho hay thêm đó là từ đó đến nay ngành y tế đã tạo chỉ đạo sát sao, tinh thần ưu tiên nhất cho các công tác chống dịch, tinh thần cảnh báo cao hơn vì thời điểm này là dịp Tết Nguyên Đán. Hiện nay, thế giới mới công bố độ lây nhiễm ở mức hạn chế. Tuy nhiên, Việt Nam có biên giới đường bộ sát với Trung Quốc nên luôn đặt mức độ lây nhiễm cao hơn. Vì vậy, chúng ta cần thực hiện nghiêm biện pháp y tế, chỉ đạo của chính phủ về phòng chống dịch này. Thì ông nói thêm là ngày một cái điểm đặc biệt đó là ông Vũ Đức Đam đã nói thêm là ngày 24 tháng 1, Việt Nam đã không chấp nhận các chuyến bay đi và đến Hoàng Cương và Vũ Hán. Và nếu như Trung Quốc còn có các thành phố khác có dịch bệnh này tương tự thì Việt Nam cũng sẽ cấm các chuyến bay đi và đến các thành phố đó tương tự như là hai thành phố vừa nói trên. Việt Nam chính thức kích hoạt trung tâm khẩn cấp y tế và không vì một cái bất kỳ lý do gì sẽ có thể ảnh hưởng tới công tác chống dịch. Nghĩa là cái bộ phận này cũng sẽ làm việc xuyên suốt trong những ngày sắp tới, ngay cả là những ngày Tết ta thôi. Vâng, và tôi cũng được biết là ở tại Sài Gòn thì trung tâm kiểm dịch đó, thì họ đã thông báo cho biết là tất cả nhân viên y tế tại phi trường Tân Sơn Nhất là những người mà làm các tỉnh không được về quê và không được nghỉ Tết sẽ phải trực chiến đó 24/24 để mà bảo đảm là khi mà có những người trường hợp mà dịch bệnh là phải kiểm tra ngay, và tất cả những ai đi vào đặc biệt là từ Trung Quốc họ sẽ đo cái nhiệt độ 100%, và nếu có trường hợp nào đó thì họ sẽ có ba cái bệnh viện, đó là bệnh viện nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy là dành cho người lớn, và ba cái bệnh viện nhi đồng 1, nhi đồng 2, nhi đồng 3 thì là sẽ phụ trách nếu có trường hợp trẻ em bị, và sẽ có xe của bệnh viện 115 túc trực ở tại phi trường Tân Sơn Nhất để mà giải quyết những trường hợp này. Đó là tại Sài Gòn tôi được biết là như vậy. Ở tại Phú Quốc thì Bí thư huyện ủy ở đây cũng như là kiêm chủ tịch ban nhân dân huyện thì cũng đã thông báo cho biết là tất cả nhân viên phi trường sẽ làm việc chặt chẽ, bởi vì một ngày bây giờ trung bình nó có khoảng 1.000 lượt du khách ở Trung Quốc đến Phú Quốc để mà du lịch. Thành ra họ cũng sợ là nếu mà có chuyện gì thì coi như nguyên cái đảo Phú Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là phi trường Phú Quốc cũng làm việc rất là chặt chẽ để bảo đảm là du khách Trung Quốc đến mà nếu có bị cái bệnh này thì họ phải cách ly ngay lập tức. Thì đó là những cái mà tôi biết được ở trong qua báo chí cũng như qua các thông báo ở trong Việt Nam thôi anh. Không biết anh còn ghi nhận gì thêm trong Việt Nam nữa hay không?
Ghi nhận của chúng tôi thì là những người mà chúng tôi trao đổi khi mà ngồi nói chuyện với nhau, thì những người mà bạn cũng như đồng nghiệp của chúng tôi trong nước thì cho rằng là giờ đây cái mối lo ngại không riêng gì là sẽ chú ý đến người phụ nữ, người vợ cũng như là người mẹ của hai người đàn ông đang nằm ở trong phòng cách ly hai lớp của bệnh viện Chợ Rẫy, mà những người nói chuyện với tôi họ còn lo ngại rằng là có thể hai người đàn ông này cũng đã lây nhiễm qua những người mà họ di chuyển một cái hành trình rất dày đặc từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó từ thành phố Hồ Chí Minh họ di chuyển xuống Long An, bởi vì như anh biết là những cái phương tiện như máy bay cũng như là xe taxi, ngay cả là xe lửa của tất cả các nước nào, khi mà có số lượng đông người như vậy cũng sẽ rất là dễ lây lan những cái bệnh như thế này. Thì đó là những thông tin mà bên lề của câu chuyện hiện tại đang là tâm điểm ở tại Việt Nam ngày 30 Tết. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái khía cạnh là với những gì mà một người nhìn từ cái góc độ bên ngoài, thì những ngày vừa qua nhà báo Đỗ Dũng đã nắm được những thông tin như thế nào về cái ổ dịch Vũ Hán cũng như những nước nào ngoài Việt Nam đang có những cái ca lây nhiễm như vậy thưa anh? Vâng, thưa anh, thì Vũ Hán là cái nơi mà xuất phát, và cho đến giờ phút này thì tôi biết là Trung Quốc đã gia tăng thêm cái việc gọi là phong tỏa không những thành phố Vũ Hán mà thêm 7 thành phố khác nữa ở trong tỉnh Hồ Bắc, tổng cộng là 8 thành phố. Và có cái số người mà gọi là bị phong tỏa đó, số cư dân là khoảng 25 triệu người, tức là họ không được đi ra khỏi thành phố và nhiều người cũng không được vào 8 thành phố này, đặc biệt là thành phố Vũ Hán nơi mà nó xuất phát căn bệnh này ra. Đó là cho đến giờ phút này Trung Quốc họ làm như thế. Ở các quốc gia khác mà bị đó là có những trường hợp được xác định dương tính, đó là bao gồm có Đài Loan, Nam Hàn, Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan, Việt Nam và cả Mỹ. Ở Mỹ thì cách đây 2 ngày có một người cũng bay từ Vũ Hán đi qua cái cửa khẩu Seattle, tiểu bang Washington, thì cũng đã được xác nhận dương tính, và bây giờ Mỹ đang theo dõi cái chuyện đó. Nhưng mà tôi không biết là các nước khác thì họ chuẩn bị như thế nào, nhưng mà riêng tại Mỹ thì ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump cũng xác định là Mỹ như sức để mà ngăn cản cái căn bệnh này. Cho đến phút này thì Mỹ bị có một người mà thôi, bởi vì cái hệ thống mà đề phòng bệnh tật của Mỹ rất là cao. Ngay từ thứ sáu tuần trước là cơ quan phòng ngừa bệnh tật, gọi tắt là CDC của Liên bang Bộ Y tế Mỹ, đã cảnh cáo và đã ra lệnh cho 3 phi trường quốc tế, đó là phi trường San Francisco, phi trường New York và phi trường Los Angeles, là 3 phi trường có rất nhiều người Trung Hoa đi vào, là phải kiểm tra 100% những người này. Và CDC cũng đã gửi thêm 100 nhân viên y tế đến ba phi trường này để theo dõi, để mà có trường hợp nào xảy ra thì cách ly. Thì cho đến giờ phút này 3 phi trường San Francisco, Los Angeles và New York thì chưa có trường hợp nào cả, chỉ có phi trường Seattle bị cách đây 2 ngày thôi. Thì đó là tại Hoa Kỳ. Còn riêng trở lại với Trung Quốc đó, thì như tôi nói với anh hồi nãy đó, là ngoài cái chuyện là họ cấm tất cả các cuộc tập hợp mang tính cách công chúng, thì họ cũng phong tỏa 8 thành phố mà nằm trong tỉnh Hồ Bắc. Rồi bây giờ đó là Trung Quốc đó, họ đang bắt đầu là họ chuẩn bị xây cái bệnh viện 1.000 giường khẩn cấp, và dự trù là tới ngày 3 tháng 2 tới đây sẽ xong trên được miếng đất là 25.000 mẫu. Thì cái này nó cũng giống như cái trường hợp mà năm 2003 khi mà họ bị cái dịch xa đó, là họ khẩn cấp họ xây dựng bệnh viện liền. Thì cái bệnh viện này là đã được xây, bắt đầu từ ngày hôm qua, và họ sẽ xây với cách là khẩn cấp, gọi là bệnh viện dã chiến ở tại Vũ Hán. Thì nếu mà để có trường hợp gì thì họ có thể là họ có cái chỗ để họ cách ly những bệnh nhân này. Thì đó là những gì mà Trung Quốc làm cho đến giờ phút này. Cái điều mà người ta lo ngại đó là cái vấn đề mà ảnh hưởng kinh tế như thế nào trong những ngày tới. Thì chúng ta biết là trong cái tuần này là tuần Tết Nguyên Đán, là người dân Trung Quốc người ta đi lại rất nhiều và buôn bán cũng rất là gia tăng. Mà bây giờ bị coi như cô lập như vậy và bị với cái tình trạng như thế này, thì có thể nói là cái ngành bán lẻ của Trung Quốc năm nay chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Ở thống kê của nhà nước Trung Quốc cho biết như năm ngoái, cùng thời kỳ năm ngoái là một cái tuần lễ mà Tết không đó, họ buôn bán mà cái doanh thu bán lẻ là khoảng 175 tỷ đô la, thì chắc chắn năm nay cái đó cái số nó sẽ giảm đó. Và chúng ta biết là cái ngành thứ nhì nữa mà bị ảnh hưởng đó là ngành hàng không. Hàng không là cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì nhiều chuyến bay ở các nước châu Á đi qua Mỹ hoặc các nước khác đều quá cảnh ở tại Trung Quốc. Các chuyến bay từ Trung Quốc mà đi qua các nước khác, thì ta biết là Trung Quốc là nước đông dân nhất, và bây giờ họ phát triển thì cái người dân Trung Quốc họ đi du lịch cũng nhiều, họ đi công tác cũng nhiều. Và với tình trạng như vậy, và như anh nói vừa rồi, chẳng hạn như Việt Nam đang cấm các chuyến bay từ Vũ Hán đến từ các quốc gia khác trong những ngày tới, tôi nghĩ họ sẽ làm như vậy, thì coi như là họ sẽ bị ảnh hưởng cái ngành hàng không.
Và bây giờ ngay cả ngành hàng không nội địa Trung Quốc cũng vậy luôn. Những chuyến bay đến và đi rời khỏi Vũ Hán, anh có thể anh hủy bỏ mà anh không bị phạt. Họ tạo điều kiện anh hoặc là anh chuyển đi qua hướng khác. Đó. Thế đó là về mặt về cái hàng không. Ngoài ra khách sạn của Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng trong những ngày tới, và khách sạn của các nước khác luôn, là bởi vì căn bệnh này nó bị giới hạn số người đi lại. Thì ngành khách sạn và ngành hàng không là hai ngành nó liên đới với nhau, chắc chắn nó sẽ bị giảm doanh thu. Và ngày hôm nay cái thời điểm khi tôi đang nói chuyện này, bắt đầu chứng khoán cũng đi xuống nữa, bởi vì Trung Quốc nó như vậy đó, thì không biết là họ có bảo đảm được là họ giữ được mức tăng trưởng 6.1% như năm ngoái hay không. Và cái này á, về mặt chính trị với Trung Quốc á, nó có đau đầu trong Tập Cận Bình, là bởi vì á, ông vừa mới ký được cái thỏa thuận giai đoạn 1 về thương mại với Mỹ xong hồi mới tuần trước, thì không ngờ tuần này bị cái vụ coronavirus này gây ra. Nhưng mà kỳ này họ học kinh nghiệm, không như 2003 khi bệnh SARS xảy ra là Trung Quốc họ giấu hết. Thành ra khi mà bị giấu như vậy nó bùng nổ ra thì quá trễ rồi, nghĩa là tới hơn 300 người bị chết. Thì kỳ này trong những ngày đầu mà khi mà cuối tháng 12 bị đó, họ cũng giấu cho tới khi là quốc tế họ mới nghi ngờ họ làm dữ, thì bây giờ Trung Quốc họ mới gọi là công khai ra. Và hôm nay tôi đọc báo trong nước cũng Việt Nam cũng cho biết là tất cả những cái gì liên quan đến căn bệnh này là ở Việt Nam cũng sẽ công khai luôn, không có giấu. Bởi vì cái chuyện này mà anh càng giấu là càng chết, vì anh phải công khai để người dân và các cơ quan chức năng họ tìm cách họ ngăn cản được, chứ anh giấu là nguy hiểm, đúng không? Thì trở lại Trung Quốc đó, thì bây giờ họ đang lo ngại. Thì ông Tập Cận Bình thường thường ông hay nói vậy nè, lâu lâu trên cái bầu trời mình đang đẹp tự nhiên có một con ngỗng đen nó bay lên, một black swan nó bay vào, nó bay bất ngờ. Thì người ta cho rằng cái trường hợp này nó giống như vậy đó. Mà Trung Quốc bây giờ đang kẹt là bởi vì sao? Sau cái vụ mà biểu tình và bất ổn tại Hồng Kông, anh nhớ và trong thời gian qua chúng ta một câu chuyện rất nhiều về cái chuyện này, đúng không? Từ tháng 6 cho tới cuối năm nay Hồng Kông biểu tình liên tục. Trung Quốc đang phải đối phó với cái khủng hoảng đó mà ảnh hưởng cả tới Mỹ luôn, thấy không? Thì cuối cùng đó, họ cái vụ Hồng Kông tạm ổn, thì họ đạt được thắng lợi qua cái chuyện mà ký thương ước giai đoạn một với Mỹ. Thì tưởng đâu năm nay Tập Cận Bình ăn Tết ngon, không ngờ bây giờ bị cái con virus corona này nó gây ra, đâm ra là ông bị choáng váng, cũng gọi là complex hóa. Nó là như thế, nó tự nhiên đang bầu trời trong sáng sẽ nó tự nhiên một con ngỗng đen nó bay và nó làm cho bầu trời nó không còn trong sáng nữa. Thì đó là tình trạng Trung Quốc hiện nay, và có thể nói là chính phủ Trung Quốc bây giờ đang rất là đau đầu đó. Nhưng ngày hôm nay là họ cấm các thành phố, nhưng mà họ cũng bị chỉ trích luôn. Thì bây giờ nó có một cái gọi là gì, tranh cãi là trong khi căn bệnh xảy ra như vậy, anh giới hạn, anh cô lập các thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, liệu có nó có ngăn chặn căn bệnh không? Thì chắc cái dây thế họ nói vậy, cái đó không ngăn chặn được, mà nó chỉ làm giảm bớt cái sự lây lan khoảng 2-3 ngày đó. Và ngoài ra khi mà anh cấm như vậy, anh phong tỏa các thành phố này đó, mà có thể nói trong những ngày tới là phong tỏa luôn cái tỉnh Hồ Bắc luôn. Mà anh biết thành phố Vũ Hán là thành phố kỹ nghệ Trung Quốc, đặc biệt là kỹ nghệ về xe lửa. Thì khi mà anh phong tỏa cái thành phố như thế này đó, anh tạo ra tâm lý rất là sợ là không hay cho dân chúng, là họ thấy là ô cái cuộc khủng hoảng nó ghê quá, anh nghe không? Nhưng mà bây giờ đó, một số chuyên gia y tế khác họ bảo là trong lúc bây giờ chưa có cái thuốc nào để trị cái virus này cả, thì cách tốt nhất là phong tỏa, phải giới hạn cái sự đi lại của người dân. Thành ra đang có hai bên binh và chống cái chính sách này, nó làm cho Trung Quốc đang rất là đau đầu. Và ngày hôm nay Tổ chức Y tế Thế giới gọi là WHO, họ vừa mới họp ở tại Zurich, để họ quyết định xem có tuyên bố đây là một cái nạn toàn cầu hay không. Thì hôm nay ở họp họ nói là chưa đến lúc để họ tuyên bố, họ cần theo dõi thêm, bởi vì khi mà tuyên bố là nạn toàn cầu nó sẽ làm có thể là đảo lộn cái kinh tế thế giới. Bởi vì sao? Khi bên tuyên bố vậy, các chính phủ sẽ phải bỏ thêm tiền ra để mà lo ngăn chặn chuyện này, thì nó tốn kém ngân sách của người ta đó. Bởi vì nếu mà Tổ chức Y tế của Thế giới tuyên bố đây là nạn dịch toàn cầu, thì Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Nam Hàn, những nước vùng chung quanh, mà thậm chí cả Mỹ luôn, họ sẽ phải dựa theo các bản báo cáo tuyên bố đó của Tổ chức Y tế Thế giới, họ chi thêm tiền để mà ngăn chặn những cái này. Thì ngày hôm nay Tổ chức Y tế Thế giới nói bây giờ họ cần theo dõi thêm nữa. Nhưng mà cái vụ này rõ ràng là nó không ít thì nhiều, người ta đang lo sợ nó sẽ ảnh hưởng kinh tế Trung Quốc ngay ngày đầu năm. Có thể nói là năm Canh Tí năm nay là cái năm xui trong Tập Cận Bình, mà như tôi nói vừa rồi, ông gọi là tự nhiên có một con ngỗng đen nó bay vào cái bầu trời mà quang đáng Trung Quốc, đặc biệt đến năm 2020 với nhiều cái hy vọng, mà bây giờ chưa tới năm Canh Tí tự nhiên nó con ngỗng đen nó bay vô. Bây giờ Trung Quốc đang rất đau đầu cái chuyện này, thưa anh. Vậy còn phía những người Việt của chúng ta tại hải ngoại, được biết là năm nay cái con số mà người Việt về thăm Việt Nam ăn Tết kỷ lục, đó là những thông tin mà bên phía Việt Nam đưa ra. Vậy thì những người mà quen biết anh cũng như những dư luận ở tại hải ngoại mà đang có thân nhân về Việt Nam ăn Tết, thì ít nhiều anh thấy như thế nào? Họ có lo sợ hay là e ngại cho gia đình của họ, thân nhân của họ hay không ạ? Cho đến giờ phút này tôi nói chuyện một số người thì họ để ý căn bệnh đó, nhưng mà họ không lo ngại.
Thứ nhất anh phải nên nhớ đó là về mặt địa lý thành phố Vũ Hán cách xa Việt Nam được cả ngàn, 2.000 cây số. Nó ở phía bắc của Trung Quốc, nó vẫn mé mé lên cái phía Mông Cổ. Chứ nó không phải như là Thượng Hải hay là Quảng Đông, Quảng Tây. Nếu chuyện này xảy ra Quảng Đông, Quảng Tây ở bên Nam thì rõ ràng là người ta lo sợ. Bởi vì về mặt địa lý nó giáp với Việt Nam, nhớ không? Để từ Vũ Hán đi xuống Việt Nam lại chỉ đi được máy bay thôi, còn đường bộ nó còn xa lắm, thành ra cái số người đi vào cái đường bộ mà qua các ngã Lạng Sơn hay Hà Giang hay Lai Châu nó cũng không có nhiều đó, hoặc nếu có là các cái cư dân ở những cái tỉnh mà giáp Việt Nam đó, đó là cái thứ nhất là họ không lo ngại. Cái thứ hai nữa là cho đến giờ phút này thì như anh nói đó, ngày hôm qua mới là Việt Nam lần đầu tiên mới có hai cái ca đó và họ đã cô lập, thì người Việt đó cho thực ra anh cho dụng này thì hầu hết mà những người về ăn Tết ở Việt Nam giờ này họ đã có mặt Việt Nam rồi, không còn ai ở Mỹ. Tôi nghĩ chẳng có ít người lên bay ra đêm nay họ bay thôi, bởi đêm nay họ bay ra 30 rồi nhá. Hầu hết những người về là họ đang có mặt ở Việt Nam rồi và họ chuẩn bị ăn Tết. Còn bây giờ phải mới khi mà trở lại thân nhân, nếu có làm lo ngại không thì cho đến phút này chưa thấy phía Mỹ thông báo gì cả. Anh thấy không? Tôi đọc tin cho biết là phi trường Los Angeles là họ vẫn có những cái biện pháp mà từ hồi trước. Nhưng mà như Tổng thống Donald Trump sáng ngày hôm qua ông nói là Mỹ dư sức ngăn chặn cái chuyện này. Và cho đến lúc này chỉ có một trường hợp ở Seattle thôi. Mà Seattle thì anh biết đó, nó cách xa cái vùng lý đô Sài Gòn chúng tôi khá là xa, cả mấy ngàn dặm luôn. Thành ra là có thể nói là như thế này, ở vùng lý đô Sài Gòn đó, rất khó bị. Bởi vì cái phi trường mà gần nhất mà có nhiều người Trung Hoa mà đến từ lục địa nhất đó là phi trường Los Angeles, thì nó cách vùng lý đô Sài Gòn cũng phải cỡ là 45 phút lái xe. Thành ra rất là khó mà cái người Việt Nam đó, trừ khi người Việt Nam nào mà đi quá cảnh qua những nước ở châu Á mà ở lâu quá thì mới bị thôi, chứ còn thường quá cảnh thường anh thấy quá cảnh chẳng hạn như Đài Loan, Nam Hàn, Hồng Kông hay là Nhật, hoặc là nếu quá cảnh Trung Quốc thì quá cảnh những cái thành phố ở phía Nam Trung Quốc thôi, hoặc là Bắc Kinh hoặc Thượng Hải là cùng, chứ không có ở trên Vũ Hán. Bởi Vũ Hán là chắc chắn là không có máy bay vào, bay vào Mỹ mà từ Việt Nam bay vào Mỹ mà quá cảnh qua Vũ Hán, thành ra trường hợp cũng rất khó xảy ra. Nhưng mà người ta vẫn chú ý, mới quan trọng nhất là người ta vẫn chờ cái lệnh của chính phủ Mỹ. Thì cho đến giờ phút này CDC là cơ quan phòng bệnh của Mỹ vẫn chưa có tuyên bố gì, coi là gần đây là một tình trạng khẩn cấp tại Mỹ. Bởi vì thực ra là như tôi nói, họ đã chuẩn bị từ thứ 6 tuần trước rồi. Thành ra người dân đây họ không có lo ngại lắm thôi. Vâng, có một cái chi tiết cũng khá thú vị là một trong 6 người mà chúng tôi phỏng vấn ngày hôm nay, và cũng rất nhiều người đã gửi bình luận ở phía dưới bản tin đó. Đó là họ cho rằng là nếu như mà ngày càng cái dịch bệnh này càng gia tăng, cũng như số người bị chết cũng như là lây lan nhiều hơn ở tại Trung Quốc, thì ngay cả là cái họ cũng mong rằng sẽ có những cái biện pháp ở tại những cái khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, thậm chí nếu như cần thì họ cũng cho rằng là nên đóng cửa biên giới. Theo như anh nhận xét là cái điều đó nó nếu như có diễn ra mà đóng cửa biên giới như vậy thì nó có khả thi hơn hay không, và nó sẽ ảnh hưởng mặt tốt mặt xấu như thế nào về cái cho hai nước, mà cụ thể nhất là Việt Nam thôi. Tôi nghĩ là cái việc đóng cửa biên giới rất là khó, và như tôi nói đó, Vũ Hán là một thành phố khá xa biên giới Việt Nam. Ở Việt Nam đó, ở các tỉnh biên giới Việt Nam đó, đa số giao thương là qua các cái tỉnh người giáp Việt Nam như Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây vân 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 đó. Thành ra những cái tỉnh này đó bây giờ, trừ khi mà cái bệnh dịch nó lây lan một cách quá mạnh ở Trung Quốc và nó qua Việt Nam cái mức độ nó cao đó, thì Việt Nam lúc bây giờ mới có thể quyết định đóng cửa các cái cửa khẩu. Bởi vì khi anh đóng như vậy nó có hai lý do. Thứ nhất là về lý do chính trị, nó không được tốt đẹp giao hảo giữa hai nước. Cái điểm thứ hai là khi anh đóng như vậy ra, hàng hóa Trung Quốc không sang Việt Nam, không sang được Trung Quốc luôn, anh thấy không? Thành ra cái đó là cái mà nói đóng cửa biên giới là điều phải nói bất khả kháng lắm. Khi nào mà căng thẳng lắm thì họ mới làm, thì tốt nhất là bây giờ họ làm cái công việc đề phòng trước. Đó. Nếu đọc báo trong đấy sẽ thấy là ở Lạng Sơn đó, họ bộ phận y tế họ đưa cả những cái xe mà chở những cái chất hóa chất lên để mà xịt đó, tiêm trùng. Nếu mà có những khu vực nào nghi, họ mang cả mấy chục xe lên luôn. Bởi vì Lạng Sơn là một cái cửa khẩu hữu nghị quan, vẫn là cửa khẩu chính mà cái người Trung Quốc họ đi qua đường bộ rất là nhiều đó. Thì chỉ trừ khi nào nó gọi là nó thành cái bệnh dịch lớn thì Việt Nam mới làm chuyện đó. Nhiều tôi nghĩ là Việt Nam sẽ không có cái chuyện đóng cửa biên giới, bởi đóng cửa biên giới nó không có đơn giản đây, mà chưa kể những cái vấn đề gọi là quốc tế, những quy định quốc tế đó. Bởi vì về mặt quốc tế nó có những quy định là trong trường hợp nào mới được đóng cửa khẩu, chứ không phải chỉ đóng cửa khẩu. Tôi nghĩ đóng cửa khẩu chỉ là có chiến tranh thôi, còn những cái vấn đề thương mại, những vấn đề bệnh tật này kia thì ít nhất nó phải có những lý do. Và như tôi nói hồi nãy đó, Tổ chức Y tế Thế giới tức là WHO rất quan trọng. Khi nào mà họ tuyên bố là cái dịch toàn cầu thì lúc đó có thể Việt Nam mới dựa vào cái tuyên bố của WHO để mà làm cái việc đó. Còn ngày hôm nay WHO họ họp và nói là chúng tôi chưa quyết định thì chúng tôi cần theo dõi thêm, thì rất khó cho Việt Nam cũng như các nước khác mà đóng những cái cửa khẩu mình đối với Trung Quốc đây.
Đưa ra một cái ví dụ cụ thể thì trong cái quãng đời làm báo của anh mấy chục năm nay thì có bao giờ anh nhớ là có một cái sự kiện nào liên quan đến những dịch bệnh mà khiến cho Hoa Kỳ phải đóng cửa biên giới với hai đất nước láng giềng gần nhất của họ mà chúng ta biết được đó là Canada và Mexico chưa anh? Chưa bao giờ có anh, tại vì thực ra là thường thường nó đóng cửa thì do vấn đề mà di dân nó giữa Canada với Mỹ thì chưa bao giờ có chuyện đó. Lại thực sự nói đóng cửa biên giới Canada với Mỹ, về Mexico Mỹ là điều không thể làm được, bởi vì biết là hai cái nước này biên giới nó dài vô tận luôn, dài mấy ngàn dặm, thì trên thực tế anh không thể đóng được cửa biên giới. Anh có thể đóng một số cửa khẩu mà người ta vẫn đi những nơi khác, và như tôi nói đó, cái chuyện đóng cửa các cửa khẩu biên giới nó không có đơn giản. Ngay cả trong cái lúc mà có cái ở tình trạng mà di dân ở phía nam nước Mỹ họ đi lên cả hàng ngàn người mỗi ngày, mặc dù tổng thống Donald Trump tuyên bố đóng cửa cửa khẩu biên giới nhưng chưa giờ họ làm. Họ chỉ làm đóng cửa tạm thời khi mà nó đông quá, nó do tắc nghẽn giao thông, họ tạm thời họ đóng. Thì nó cũng có những quy định là đóng tạm thời trong vài giờ đồng hồ chứ không thể nào đóng vĩnh viễn được, bởi như tôi nói với anh, nó có những luật quốc tế ràng buộc trong chuyện đó, nó phải có lý do chính đáng, mà thường thường nó là lý do chiến tranh, chứ còn ngoài ra anh rất là khó làm cái chuyện đó. Và theo cái trí nhớ của tôi là Mỹ cũng chưa bao giờ làm chuyện đó với Canada, Mexico, mặc dù hù dọa thì có nhưng mà làm thật sự chưa thấy gì. Vâng, vậy thì để xem sau khi 20 gần 24 giờ có cái thông tin mà bên phía Việt Nam đưa ra về hai ca lây nhiễm đầu tiên này ở tại Việt Nam, đó là hai người Trung Quốc và đang được cách ly ở bên trong phòng cách ly hai lớp của bệnh viện Chợ Rẫy, thì để xem tối nay khi mà Nửa Vòng Trái TV cũng sẽ quay trở lại và đường Hoa Nguyễn Huệ để xem người Việt Nam, nhất là người dân ở tại Sài Gòn và các vùng lân cận sẽ đón giao thừa ở tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đường Hoa Nguyễn Huệ hay còn gọi là phố đi bộ Nguyễn Huệ như thế nào, xem nó có giảm đi hay không, hay thậm chí còn nhiều người đổ về khu vực này hơn là cả đêm ngày hôm qua 29 Tết nữa, thì chúng ta sẽ chờ đợi xem như thế nào. Tôi nghĩ là họ sẽ đi rất là đông, bởi vì cho đến giờ phút này thì theo tôi quan sát đó, cái vấn đề mà đề phòng Việt Nam trong những ngày qua rất là tốt, và như tôi nói hồi nãy, cái điều quan trọng nhất đó là họ công khai cái chuyện này cho họ không có giấu. Cái quan trọng nhất là công khai để cho mọi người ý thức. Và như cái chuyện anh nói nãy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp khẩn cấp, và giống như tôi nói là ông Đỗ Xuân Tuyền là Thứ trưởng Bộ Y tế lên tận Lạng Sơn, điều đó cho thấy là Việt Nam họ khác với cái lần trước mà khi về xa hay giống như là Trung Quốc cũng vậy, ban đầu họ đi giấu mà không giấu. Thì tôi phải nói là cái đó cho điểm Việt Nam trong cái chuyện này là họ không giấu và họ công khai những cái chuyện này. Ngay cả các cuộc họp mà khẩn cấp Bộ Y tế đúng ra nó có thể là trong vài năm trước đây họ sẽ không bao giờ báo chí biết hết, bây giờ họ cho báo chí biết luôn, họ công khai cái chuyện đó. Thì tôi nghĩ đó là cái điều tốt để cho không những nhà nước chuẩn bị đề phòng này mà người dân tạo ý thức được. Mà tối nay nếu ra đường Nguyễn Huệ đó, anh đừng cần để ý bao nhiêu người, anh cứ để ý có người nào đeo khẩu trang không, bây giờ Việt Nam chưa thấy. Trong khi đó tôi nói với anh nghe, ở Trung Quốc bây giờ là dân Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thượng Hải, là ngày hôm qua tôi đọc tin tức cho biết là cái mà khẩu trang bán là cháy luôn, cháy khẩu trang luôn, không còn để mua nữa. Trên Thượng Hải thì ra đường là họ đeo, mặc dù Thượng Hải cách Vũ Hán cả ngàn cái số, nó thành cái hiện tượng như vậy. Mà tôi coi tin tức trong nước mấy ngày qua thì chưa, người ta còn đeo khẩu trang đến độ như vậy. Thì tối nay anh ra Nguyễn Huệ và anh thấy người ta không đeo khẩu trang là thấy ok. Còn mà nói thật đây, số người đi nhiều ít không thành vấn đề, khi nào anh thấy người ta đi đâu ta phải đeo khẩu trang, tức là lúc đó cái bệnh dịch nó trở thành nguy hiểm rồi chứ anh. Vâng, sáng nay thì khi mà chúng tôi ra ngoài khu vực trung tâm gần chợ Rẫy thì chưa thấy cái hiện tượng đó, hầu như ai cũng vẫn bình thường, không có đeo khẩu trang, ngay cả là ngoài đường hay là ở trong quán cà phê. Thì một cái điểm mà nhà báo Đỗ Dũng vừa nói đến, cái việc mà ngày hôm nay có cuộc họp khẩn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng như là Bộ Y tế của Việt Nam, thì đó cũng là một cái điểm son, bởi vì nếu mà như quý vị biết, ngày hôm nay đã là 30 Tết, và ngay cả thậm chí là những người bạn, những người đồng nghiệp của chúng tôi làm công sở tại Việt Nam, thậm chí là báo chí, thì họ cũng đã nghỉ trước 2 ngày và họ về quê rồi. Vì vậy là cái việc đó cũng là một cái điểm son, và ngay cả là chúng tôi là 2 ngày nay cũng đều không có sắp xếp lịch đi phỏng vấn hay làm phóng sự ai cả. Tuy nhiên vì cái breaking news này mà chúng tôi cũng kết nối đến đầu cầu Lido Sài Gòn với nhà báo Đỗ Dũng. Đây cũng có thể xem là một cái buổi cầu truyền hình đáng nhớ của anh em chúng tôi trước khi bước qua thềm năm mới. Chúc cho nhà báo Đỗ Dũng sẽ thật nhiều sức khỏe và đón năm mới cùng với gia đình nhiều niềm vui, an bình và phát tài trong năm mới thôi. Vâng, tôi xin nhân dịp này chúc khán giả được vòng chất TV cũng như anh Gia Đích Phạm một năm mới canh tí dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui và hạnh phúc, và nó là làm gì thành công, làm cái gì cũng thành công hết rồi anh. Vâng, xin chào anh, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tại Hoa Kỳ.